Huế, mảnh đất cố đô của vương triều phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Xưa này không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên mơ mộng hữu tình, mà còn đặc biệt hấp dẫn với chiều sâu của vẻ đẹp văn hóa tinh thần nơi những di sản kiến trúc. Cùng với các lăng tẩm trầm mặc, khu hoàng thành cổ kính, những ngôi nhà vườn êm ả thanh bình nơi đây đã làm nên thành phố nhà vườn Huế. Mọi kiến trúc từ dân gian như nhà cửa, đình chùa, miếu mạo cho đến các kiến trúc cung đình đều gắn liền với yếu tố vườn. Vườn cây Huế có một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Huế, thực sự là tài sản quý giá trong kho tàng di sản văn hóa Huế. Và Huế từ lâu đã được mệnh danh là thành phố vườn. Khi xây dựng cố đô Huế vào đầu thế kỷ 19, các nhà kiến trúc cổ đã dùng núi Ngự Bình làm tấm bình phong để che chắn cho kinh thành và đại nội. Sông Hương trở thành một tấm gương phẳng lặng để soi bóng các công trình kiến trúc nghệ thuật. Thuật phong thủy gọi đó là minh đường, một bộ phận phải có ở trước mặt các công trình kiến trúc. Trên sông lại nổi lên hai hòn đảo nhỏ gọi là Cồn Hến và Cồn Giã Viên, được dùng làm Tả Thanh Long và Hữu Bạch Hổ, trở về ở giữa để bảo vệ kinh đô. Khu vườn cố đô rộng lớn ấy được quy hoạch và xây dựng với những đường nét đối xứng rõ rệt. Và người Huế đã thu gọn không gian kiến trúc ấy vào trong các khu vườn của mình với một bố cục tương tự. Tọa lạc nơi vùng đất Gia Hội xưa, nằm về phía đông kinh thành Huế, có một khuôn viên biệt lập, quanh năm tỏa mát bóng cây. Đó là phủ thờ công chúa Ngọc Sơn, con gái vua Đồng Khánh, một ngôi nhà vườn danh tiếng ở cố đô Huế. Chào bác. Bác ơi, đây là tư gia của nhà mình hả? Vâng, đây là phủ thờ công chúa Ngọc Sơn. Dạ, ba công chúa Ngọc Sơn là có. Hiện nay, phủ thờ công chúa Ngọc Sơn là tư gia của bà Nguyễn Thị Sương, là hậu duệ của phò mã Nguyễn Hữu Tiễn, người đã lập nên cơ ngơi này hơn 90 năm về trước. Nhà vườn, phủ thờ Ngọc Sơn công chúa được coi là một di sản, một bảo tàng sống về văn hóa và con người Huế. Công trình được xây dựng vào năm 1921 dưới thời vua Khải Định, là tập hợp của hệ thống kiến trúc bao gồm cổng, ngõ, bình phong, hòn non bộ, bể cạn, nhà rường và sân vườn, được xây dựng tuân theo thuật phong thủy với những yếu tố minh đường, tiền án phía trước, tả hữu, hai bên là thanh long bạch hổ, phía sau có hậu trầm. Kiến trúc chính là một ngôi nhà rường ba gian hai trái truyền thống với bộ khung kết cấu bằng gỗ, mái lợp ngói liệt. Sân trước nhà khá rộng, cuối sân là bể cạn trồng hoa súng nở quanh năm. Cạnh bể cạn là hòn non bộ tạo ra hình ảnh Tổ quốc Việt Nam thu nhỏ với hai yếu tố thiên nhiên và kiến trúc. Thiên nhiên ở đây là núi đồi khe suối với cảnh cỏ cây chen đá lá chen hoa với đề tài tứ hữu mai lan cúc trúc và tứ thời mai liên cúc tùng. Quanh vườn được bao bọc bằng lũy tre và hàng rào chè tàu cắt xén tươm tấp. Trong vườn cũng như trong sân trồng nhiều loại cây trái lưu niên và bài trí các cây kiểng thế. Hai hàng chè tàu và chiếc bể cạn có hòn non bộ chính là những thành phần đặc trưng của nhà vườn Huế. À,
đặc trưng của nhà vườn là phải có cái chế tàu. Thì mình phải có công, mình cắt tỉa, giữ gìn, mới trồng phải tưới để cho nó tốt. Xong lên chừng nào là cắt đó cho nó đẹp. Có nhiều nhà họ cắt thành hình cũng công, cũng chim phượng. Nhưng mà bác thì thích bằng phẳng như thế này cho nó đẹp. Nếu như kinh thành Huế có thanh long và bạch hổ là cồn hến và cồn dã viên, thì trong sân vườn này cũng có hai tảng đá hình thù đặc biệt dựng ở hai bên sân trước nhà để tượng trưng cho thế rồng trầu hổ phục. Nếu thành đô xưa có con sông Hương án ngữ, thì vườn nhà ở đây lại có ao trồng sen thả cá trước mặt tiền. Mặt ao chính là tấm gương trong suốt, phản chiếu hình ảnh các công trình kiến trúc và cảnh vật ở trong vườn, đại diện cho yếu tố minh đường của phong thủy. Lớn lên thì đã thấy có cái ao rồi, tức là ông nội bác là làm từ khi mà mua cái vườn này để trồng sen. Trồng sen chứ không nuôi cá. Thì khi lụt á, thì nước lụt nó vào thì cá nó vào. Nó vào nó lớn, thì khi lụt khác thì nó đi, thì con khác. Đến thăm những nhà vườn cổ nằm sâu trong vùng thủy biều. Dạ, con chào bác. Chào bác. Bác ơi, hôm nay con muốn đến tham quan cái vườn của mình. Vâng, tôi xin giới thiệu tôi là Đài, Hồ Sư Đài, chủ của nhà này. Mỗi khu vườn như vậy là một thế giới biệt lập, rộng một vài mẫu hoặc 5-3 sào, bao bọc bằng lũy tre xanh hay hàng rào tre tàu được cắt xén ngay ngắn tươm tất. Bây giờ thì đây là cái Giáng Châu, ở Huế kêu Giáng Châu, và cũng là quay tên địa phương là cái măng cụt. Nhưng mà nó, tuổi thọ của nó là đến hôm nay là 125 năm. Do ông nội tôi đã trồng ra. Những cây này ngày xưa khi mà khi mà hiếm có thì chỉ có những người quan lại họ mới có, chứ còn nhà dân thì không bao giờ có được cây này, không trồng được cây này. Trong vườn có rất nhiều cây trái. Trong các loại cây ăn trái trồng ở vườn, hấp dẫn nhất là thanh trà, một loại bưởi đặc sản xứ Huế. Bưởi thanh trà tuy không to và nặng nhưng róc vỏ có vị ngọt thanh và không dư vị đắng. Dẫu chỉ thu hoạch một mùa, nhưng quanh năm, bưởi thanh trà mang đến cho làng quê Thủy Biều những vẻ đẹp khác nhau. Xứ Huế xưa là đất Thuận Hóa, nơi được coi là ô châu ác địa, là vùng đất dữ, rừng thiêng, nước độc, nơi để các triều đình phong kiến Đại Việt lưu đày tội nhân. Trên bước đường Nam Tiến, những di dân Thanh Nghệ đến lập nghiệp ở xứ Thuận Hóa phải ở vào thế đối đầu với thiên nhiên khắc nghiệt. Họ phải chiến đấu với muông thú hung dữ, đối phó với nạn giặc giã quấy nhiễu, với phong thổ lạ lùng và thời tiết không mấy thuận hòa. Sống trong môi trường đầy sự đối kháng như thế, người Huế chọn cách lập vườn như một cách để phòng vệ, tạo ra không gian an toàn tối thiểu cho chủ nhân của nó trước sự đe dọa của thiên nhiên, của muông thú và kẻ thù. Chính vì thế mà xứ Huế ngày nay có rất nhiều vườn, đa số đều rất rộng. Đặc điểm này khiến cho nhà vườn xứ Huế trở nên khác biệt so với nhà vườn ở nơi khác. Vườn là chỗ chơi, là nơi biểu đạt sự cảm nhận về vũ trụ quan của người Huế. Trong mỗi khu nhà vườn Huế, ngôi nhà rường cổ chính là thành tố quan trọng nhất, tạo nên sự độc đáo. Nhà rường thường được làm bằng gỗ, chạm trổ hoa văn cầu kỳ. Trong liên kết của kết cấu nhà, thay cho đóng đinh là kỹ thuật mộng tinh xảo. Nhà rường có nhiều dạng, một gian hai trái, ba gian hai trái, năm gian hai trái. Trong nhà thường trang trí bằng hoành phi, câu đối. Đồ đạc được bày trí hài hòa hợp lý,
tạo cho nhà Rường cái thần thái riêng biệt. Nhìn cảnh quan một ngôi nhà vườn Huế, người ta dễ dàng nhận ra được tâm hồn và phong cách sống của chủ nhân. Nhà vườn Huế thể hiện sự hài hòa giữa đời sống con người và cây cỏ, giữa nếp sống tinh thần và vật chất. Tất cả để bổ sung cho nhau, để tạo nên sự cân bằng trong cuộc sống. Người Huế dường như cố gắn kết tất cả những cảm nhận của họ về phong thủy, lịch sử, văn hóa trong việc kiến tạo một ngôi nhà vườn. Người Huế thường chia ngôi nhà thành những không gian riêng biệt để duy trì tôn ti trật tự trong gia đình, răn dạy con cháu tuân theo gia pháp. Ngôi nhà vừa là nơi cư trú, nhưng cũng có thể biến thành một tác phẩm nghệ thuật để phô bày học vấn và thẩm mỹ của gia chủ. Đời tôi bây giờ là 80 tuổi rồi. Tôi rất thích những cái cổ xưa này. Vì vậy nên tôi muốn làm du lịch sinh thái này. Cái mục đích của tôi là muốn đưa ra thế giới, đưa ra bạn bè Nam Châu, thấy được cái phong cách của Huế, cái thời Triều Nguyễn. Và ông bà tổ tiên tôi đã để lại cho tôi. Ví dụ như muốn tiếp khách thì cung cách của tiếp khách bây giờ không phải cung cách giống ngày xưa. Ngày xưa vào ở cái nhà này vào phải vào lòng ra cuối. Vào là phải trịnh trọng, đi ra là phải trịnh trọng, cho không khí ngang nhiên được. Vì vậy cái cổ xưa này, thứ hai nữa, muốn làm như vậy là cần phải có cái nhà như thế này. Mà cái nhà này bây giờ tôi đang giữ được, nó 150 năm rồi, tức như là theo đời chủ Triều Nguyễn. Thì những cái nếp sống của tôi hấp thụ được cái kiểu tân và cổ, nên tôi muốn truyền lại cái thế, không muốn phải là coi thế giới phải học hay là các bạn bè tôi phải học theo cái này, nhưng muốn biết cái cách sống của thời Triều Nguyễn như thế nào. Và cuộc sống bây giờ là để hiểu con cháu, để về khách thế giới hiểu được cái phong tục của Huế của chúng tôi ngay từ đời chủ Triều Nguyễn như thế nào. Người Huế tạo nên một mảnh vườn không phải mong thu lại khoản lợi lộc vật chất cho mình, mà có lẽ là để được đắm mình trong cái màu xanh thanh thản của lá, của hoa, của trái cây ngon ngọt, của thiên nhiên siêu thoát dành cho họ. Kiến trúc ở cố đô Huế được xem là mẫu mực của lối kiến trúc giao hòa. Những nghệ nhân xưa và nay đã biến vườn cây thành yếu tố hòa hợp giữa âm và dương, giữa động và tĩnh, giữa đất và trời, giữa vũ trụ và con người. Nói đến Huế là nói đến nhà vườn, vốn là hai bộ phận hữu cơ gắn liền nhau như là một tiểu vũ trụ hài hòa với thiên nhiên. Người Huế xây dựng tôn tạo khu vườn nhà như một thú chơi đầy đam mê, dường như là một thứ tín ngưỡng. Không đâu như Huế, nơi người ta có thể dành nhiều công sức và tâm huyết để tạo dựng khu vườn của gia đình với niềm thích thú, tự hào, kéo dài theo năm tháng. Nhà vườn Huế thực sự là một di sản quý, một nét văn hóa độc đáo, đang góp phần tô điểm thêm cho vẻ đài cát, thâm trầm và tao nhã, dáng dấp vốn có của xứ Huế kinh kỳ.